Đấy, chào các bác nhé. Tiếp tục buổi tối ngày hôm nay thì em đã đi bàn giao một chiếc máy Toshiba. Con này có mã là Z96X1. Đấy, cho một anh khách hàng cũng ở gần nhà em. Anh này cũng mua hàng và là một trong những khách hàng thân quen rất là nhiều năm ở cái kênh truyền thống của em. Anh mua trước anh mua Toshiba và bây giờ sẽ anh cũng vẫn là dùng Toshiba, con này đời cao hơn. Đấy, cách đây gần 10 năm trước anh đã có sử dụng dòng máy giặt gần Nhật nội địa từ lúc bắt đầu em làm nghề được vài năm. Đấy, anh đã ủng hộ cho em rồi và bây giờ tiếp tục anh lại lấy chiếc thứ hai, một chiếc Toshiba. Đấy, con này rất là đẹp luôn, màn hình cảm ứng công nghệ đầy đủ. Đấy, với màn hình toàn bộ là cảm ứng hết nhé. Nhìn trông rất là sang chảnh và bắt mắt với những cái dòng máy giặt vip như thế này. Tuy rằng là tối muộn do công việc ngành nghề, thứ nhất là bên em cũng làm về công việc này thì nó cũng tùy theo thời gian, và bên bác khách hàng này thì cũng rất là bận, anh ấy chuyên kinh doanh về hàng dừa cho nên là thời gian thì nó cũng không được ưng ý, mà hôm nay em phải lắp muộn hay bàn giao muộn cho bác khách hàng này. Đấy, vậy anh em nào có nhu cầu về máy giặt nổ bảo này, thời tiết giặt khô, giặt xong sấy khô mặc luôn, đấy là những cái cần thiết nhất với cái thời tiết nổ bảo này. Đấy này, em chuyên bán những cái mặt hàng tuyển chọn. Đấy, rồi bác nào cần nhu cầu gì thì liên hệ ủng hộ hàng cho em nhé. Vâng, buổi tối muộn thì em làm video ngắn tại đây. Và xin chào các bác. Đấy, bắt đầu em về.